Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, các bạn nhìn như thế này có biết là mình đang làm gì không? Mình đang làm một con chó bưởi nè các bạn ơi. Đó, hôm nọ tập làm rồi và hôm nay đang là thực hành thật nè các bạn ơi. Đây là một bạn chó bưởi mình vừa mới làm. Hôm nay á làm từ màu hồng các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy có xinh không? Chiều ngày hôm nay thì lớp em của Nhi sẽ tổ chức trung thu nha. Mình đang chuẩn bị để là chiều mang ra trường để trang trí này các bạn ơi. Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là mình đã chuẩn bị được những gì rồi nhá. Đen con chó bưởi này ở đây nè. Còn dưới này thì mình đã làm thêm được 4 bạn. Đây các bạn ơi, đây là 4 bạn nhím nè. Đây nè, xinh không? Xinh chưa, xinh chưa? Đó, ngoài ra thì đây, tất cả những phần quà này. Đó, mỗi bạn sẽ có một phần quà này để cho tặng các bạn mang về nha. Chắc là các bạn sẽ thích lắm đây. Ngoài ra thì các bạn nào trung thu trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì cũng sẽ được nhận thêm một phần quà như này nữa. Và trong đó có em Quỳnh Nhi các bạn ơi. Em Quỳnh Nhi sinh nhật tháng 9 mà. Mình rất là háo hức luôn. Không biết là kiểu này sẽ như thế nào đây. Và đặc biệt là mình đang đảm nhận một vị trí rất là quan trọng nữa. Đấy chính là chị Hằng các bạn ạ. Rất là lo lắng và hồi hộp luôn. À, ngoài ra thì còn có cái này nữa nè. Đây là bánh trung thu hình con cá nè. Đây là bánh nướng các bạn ơi. Và có là một loại bánh dẻo nữa. Bây giờ thì mình sẽ làm thêm một số các con vật nữa nhá. Mình với lại một chị nữa, đấy là mẹ của bạn nhím, đang chuẩn bị những cái này để chiều về là ra trang trí cho lớp cho đẹp nhá. Các bạn nhớ đón xem video này để xem là trung thu của lớp em Quỳnh Nhi sẽ như thế nào nha. Hello các bạn ơi, mình đã hóa thân thành chị Hằng và ra lớp của em Quỳnh Nhi rồi nè. Đấy, tất cả các bạn đều mặc rất là xinh luôn. Đây, mọi người thì đang bày biện mâm ngũ quả các bạn ơi. Có vẻ là các bạn học sinh đang rất là háo hức nên là ồn ơi là ồn luôn. Nhìn này các bạn ơi, mâm ngũ quả của lớp em Quỳnh Nhi rất là đẹp luôn. Cái gì đây, có bỏ ra không? Có, bánh sinh nhật. Bỏ ra không? Bánh ra chị. Vâng. Em chào các anh chị. Các bạn ơi, đây em Quỳnh Nhi đây, hôm nay xinh như công chúa đây nè. Tí nữa hồi hộp không? À. Lần đầu tiên em Quỳnh Nhi được đón ở cấp 1 các bạn ạ. Con gái đứng với con gái. Ừ, con đứng đây có bị khuất không? Đây, mẹ đang chụp với tất cả các đây, bạn của Nhi đây này. Rồi, đây là trung thu của lớp 1A6 của lớp của Nhi. Nên mẹ sẽ làm chị Hằng Nga nhé. Đấy, đây, chụp tất cả các bạn này. Đây, các bạn nào xem video mà thấy thì hãy bình luận vào cho chị Hằng biết nha, với em Nhi biết nha. Rồi, ở đây trong này là lớp của các bạn đang rất là ồn ào. Đấy, rất là vui luôn. Đèn hồng sao sao năm cánh tươi màu. Quỳnh Nhi là giao lưu văn nghệ xong thì bây giờ có một ông cò he đến để làm cò he cho tất cả các bạn cùng xem nha. Đây, ông đang chuẩn bị nguyên liệu nè. Đây là bột. Đây là bột làm cò he này, rất là dẻo luôn. Các bạn đã được làm cò he bao giờ chưa? Ôi, bây giờ chúng ta phải thật tự nào, bây giờ chúng ta phải quan sát ông làm nhá. Ok, ông làm rất là giỏi luôn á. Nào, một con gấu nhá các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ ông sẽ làm mẫu này xong rồi tí nữa cho các bạn lên đây để thực hành nhá. Ai làm đẹp nhất nào? Bây giờ chúng ta phải nhìn nhá. Đây đây. Con từ từ. Chúng ta không ăn nhá. Quan sát đi các bạn ơi. Ông làm xong cái đầu rồi đấy. Ok.
Các bạn mình đang xem ông nặng cò he này các bạn ơi. Đó, trời ơi, rất là ưng luôn. Lần đầu tiên được làm cò he mà. Ok, bây giờ thiếu mắt với thiếu mũi. Chị Nhi cho các bạn xem nào, cho anh chị xem nào. Đây, anh chị ơi, gấu của em đây này, có đẹp không? Em đẹp không? Cô công chúa, cô công chúa, ai cũng có quà. Con mình cái đấy cũng được. Rồi. Đây, mang về nhà nha. Rồi. Bị gãy rồi con ạ. Bảo ông